tiếp nối EV6 nhỏ hơn, EV9 sẽ trông truyền thống hơn, ít nhất là về hình dáng. Ngày trước thềm LA Auto Show 2021, Kia đã giới thiệu một mẫu concept SUV chạy điện mới EV9. EV mới là một phần trong mục tiêu trung lập carbon vào năm 2045 và phong trào bền vững của Kia, trùng hợp với quan hệ đối tác với The Ocean Cleanup, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Rotterdam, Hà Lan. Con đường điện khí hóa cho Kia, Kia không còn xa lạ với EVs, đã bắt đầu với Kia Soul EV vào năm 2015 và ngày nay đang bán Niro EV. Tuy nhiên, thương hiệu Hàn Quốc có kế hoạch đầy tham vọng cho dòng sản phẩm điện khí hóa gồm 11 chiếc EV mới. Đầu tiên là chiếc crossover EV6 và hôm nay, Kia đã thông báo rằng hãng sẽ giới thiệu một mẫu SUV chạy điện mới EV9 tại triển lãm ô tô LA năm 2021 vào giữa tháng 11. Mặc dù không có nhiều thông tin về EV9 ngoài các bản phác thảo thiết kế ở đây, Kia hứa hẹn rằng nó sẽ kết hợp thiết kế tiên tiến, công nghệ hiện đại và hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện tiên tiến trong một gói tiên phong. Vô lăng unroll những bản phác thảo đó trông đầy hứa hẹn với bảng điều khiển được tối giản để tiết kiệm cho màn hình rất dài kéo dài gần về phía hành khách. Vô lăng bắt kịp xu hướng mới nhất là không tròn trịa. Nó không hoàn toàn là một cái ếch như trên Tesla Model S nhưng nó không xa. Trong bản vẽ bên trên về nội thất phía trước của người lái, chúng ta có thể thấy thoáng qua các nút điều khiển cảm ứng không có nút bấm hoặc nút xoay vật lý. Bảng điều khiển trung tâm cũng không có bất kỳ loại điều khiển nào. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là mô hình vật lý cũng sẽ không có thứ gì đó. Chúng có thể được thiết kế khéo léo vào đó hơn là kín đáo. Boxy Boy V6 và EV9 là những chiếc đầu tiên hai phương tiện của kế hoạch này. Trụ cột hành tinh bền vững kết hợp sản xuất thân thiện với môi trường và tìm nguồn cung ứng vật liệu cùng với quan hệ đối tác của họ với The Ocean Cleanup. Quá trình sản xuất và tìm nguồn cung ứng vật liệu bao gồm việc sử dụng thép xanh, nơi thép được sản xuất theo quy trình thân thiện với môi trường, nơi giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Kia cũng sẽ khởi xướng dự án Blue Carbon để chủ động đóng góp một cách hữu hình vào việc bảo tồn môi trường thay vì chỉ giảm lượng khí thải để đạt được mục tiêu trung tính carbon. Ý tưởng là để carbon được hấp thụ và lưu trữ trong rong biển và các bãi bồi, đồng thời làm giảm lượng carbon trong khí quyển một cách hiệu quả. Làm sạch vùng nước của chúng tôi, Ocean Cleanup là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Rotterdam, Hà Lan, tập trung vào việc làm sạch các đại dương và sông, các loại rác và mảnh vụn tìm đường vào vùng biển của chúng ta. Nó hiện có hai nguyên mẫu làm việc cho các giải pháp. Interceptor là một chiếc thuyền làm sạch sông tự động nhặt các mảnh vỡ trôi nổi thu gom vào các thùng, sau đó các thùng đó được đưa đi tái chế và xử lý. Bạn có thể xem thêm về nó từ Mark Rober trên YouTube trong clip ở trên. Giải pháp còn lại là một giải pháp thu gom các mảnh vỡ nổi khổng lồ cho các mảng rác đại dương được gọi là hệ thống 002. Nó sử dụng hai chiếc thuyền hoạt động song song với một đường bờ biển nhân tạo kéo phía sau chúng. Các thuyền sử dụng điều khiển tiết lưu tự động để duy trì sự khác biệt nhỏ về tốc độ giữa chúng và các mảng rác. Quan hệ đối tác của Kia liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho việc chế tạo các interceptor. Nó cũng sẽ tận dụng chất thải nhựa thu thập từ các tàu đó trong các bộ phận được sử dụng trong sản xuất xe. Kia cho biết họ đang có kế hoạch tăng tỷ lệ tái sử dụng nhựa của công ty lên 20% vào năm 2030. Điện không sản xuất carbon, trụ cột năng lượng bền vững là nơi Kia dự định biến tất cả các cơ sở của họ, từ văn phòng đến nhà máy sản xuất không phát thải, trở thành AI100. AI100 là sáng kiến của Climate Group nhằm yêu cầu tất cả các công ty đối tác của họ chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo.
Ý tưởng là để các cơ sở trên toàn thế giới của Kia sử dụng điện mà tất cả đều được tạo ra bằng năng lượng tái tạo vào năm 2030, cùng với việc chuyển các phương tiện trong đội xe của họ sang không dùng gì khác ngoài xe điện. Và đến năm 2040, chúng ta sẽ thấy các cơ sở ở Hàn Quốc sử dụng năng lượng tái tạo. Kia cũng có kế hoạch sử dụng công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon CCUS để giảm 1% lượng khí thải carbon mỗi năm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.